Rồi đăng quang. Ở đây tam bảo của thầy Quan Ấn kinh Núi Thị Vải. Tam bảo này là thầy để tạm thời, thành ra là không có che chắn gì. Hôm nay bên này thầy làm một cái vách tường, vách tường, và thầy tính để cái tam bảo mới qua. Thầy làm tam bảo này được 2 năm rồi mà chưa có Phật tử nào để cúng dường để đổ cái tông của tam bảo với thầy. Để 2 năm rồi nên nó sẽ nghẹt hết. Hôm nay mình làm cái video này kêu gọi anh chị em, nhờ anh chị em mình cúng dường để mà đổ bê tông cho thầy, để mà thầy đưa thầy thỉnh Phật qua để có chỗ khang trang mà thầy cúng kiến với đọc kinh. Nhưng thầy để tạm và thành ra dưới đất, dưới này không có chỗ nào để ngồi đọc kinh. Hôm nay mình quay cái này để nhờ anh chị em mình đóng góp mỗi người một chút để cho thầy đổ bê tông tam bảo của thầy, để thầy có chỗ thờ cho khang trang chút. Tại vì trên này là đỉnh núi nên cũng khó mà làm được cái việc gì, mà vận chuyển lên cũng khó khăn, cũng nhờ Phật tử ủng hộ. Lúc trước mấy tuần này là trong lỏng nè, cũng nhờ anh em Phật tử cúng dường dẫn chuyển lên để thầy lợp, để có chỗ. Giờ ở đây là trên đỉnh núi nên có nhiều đoàn lên tham quan cũng có, ở lại cũng có. Thầy làm che chắn về cho để cho ai ở lại được ở lại, để mưa gió này kia mới không có chỗ ở lại. Thầy tính vợ đảm bảo để quên đây để không bị mưa gió. Còn tam bảo này để tạm nên bị trống lỏng, bị mưa gió tạt hư tượng hết, với thầy không có chỗ để mà ngồi đọc kinh, nói chung không khang trang được. Mong anh chị em mình đóng góp mọi người một chút để đổ bê tông cho thầy. Cái vật liệu thì không bao nhiêu, vật liệu rẻ tiền mà cái công vận chuyển từ đỉnh núi lên đó là rất là mắc. Một chuyến người ta vận chuyển tới 300.000, mà dự tính cái này là 2 khu cát, 2 khu đá với 20 bao xi măng. Anh thầy để lâu quá thành ra xét hết, anh xét nghẹt hết rồi. Mình làm cái clip này mai ra nhờ anh về mình vương Phật tử đóng góp. À giờ nay cũng là ngày mùng 1 tháng 9 này, hy vọng sao mà đổ trước ngày rằm tháng 10. Thầy giờ cái khung sắt này bên kia qua vách tường đó, đổ tam bảo rồi thỉnh Phật qua, thỉnh Phật qua bên đó để có sự khang trang với có chỗ cúng kiến. Mong các bạn phát tâm hỗ trợ.